Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Và tôi là Mai Anh. Ngay sau đây xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Ngày 19 tháng 11, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nga Alexander Kolov nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại cũng như trao đổi khoa học và công nghệ giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận định mối quan hệ giữa hai quốc gia đã đạt đến một cấp độ chiến lược mới. Về phía Nga, Bộ trưởng Kolov khẳng định Moscow coi trọng mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc với Bình Nhưỡng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Washington sẽ công bố khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine trong vài ngày tới, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Điện Kremlin cho biết động thái trên của Hoa Kỳ sẽ làm leo thang xung đột và Moscow sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để ứng phó với các mối đe dọa. Cũng trong phiên họp ngày 18 tháng 11, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho người dân ở dải Gaza, đồng thời cảnh báo rằng tình hình ở khu vực này đang trở nên tồi tệ hơn. Theo số liệu của cơ quan y tế tại Gaza, chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ này đã khiến gần 44.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, và khoảng 2,3 triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa. Thông báo mới nhất của quân đội Israel cho biết trong ngày hôm qua, lực lượng Hezbollah đã bắn tổng cộng 170 quả tên lửa từ phía Nam Liban tấn công nhiều khu vực khác nhau ở phía Bắc và miền Trung Israel. Trong đó, quả tên lửa đạn đạo do Hezbollah phóng đi tối qua đã lọt qua lưới phòng không và đánh trúng khu vực trung tâm thành phố Nablus, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra lời kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt các hoạt động hợp tác với lực lượng Hamas ở dải Gaza, trong bối cảnh có một số thông tin cho rằng một số lãnh đạo của Hamas đã thay đổi nơi ở từ Qatar sang Thổ Nhĩ Kỳ. Dù không xác nhận thông tin này, song Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh một số lãnh đạo của Hamas đang bị truy tố ở Hoa Kỳ và cần được Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao cho Washington. Cũng trong ngày 18 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất yêu cầu các phe tham chiến tại Sudan ngừng hoạt động bạo lực và cho phép cung cấp hàng cứu trợ một cách an toàn và nhanh chóng. Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết trên khi cho rằng Anh cố can thiệp vào công việc nội bộ của Sudan. Theo Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, cách duy nhất để đạt được hòa bình ở Sudan là các bên tham chiến phải ngồi vào bàn đàm phán. Giới chức Venezuela cho biết tổng cộng 11 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tại nước này hồi tuần trước. Ngoài ra còn có một nghi phạm người nước ngoài đã bỏ trốn khỏi quốc gia này. Vụ nổ xảy ra hồi tuần trước đã gây ra đám cháy lớn, khiến ít nhất 5 công nhân bị thương và buộc một số khu vực phải thắt chặt việc phân phối điện. Ước tính thiệt hại lên đến 157 triệu đô la Mỹ. Tàu buồm huấn luyện buồm của Hải quân Trung Quốc có phiên hiệu Phá Lãng đã cập cảng đặc khu hành chính Hồng Kông để thực hiện điểm dừng kỹ thuật trong 2 ngày. Con tàu đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ phía người dân cũng như du khách ở Hồng Kông. Trong thời gian dừng kỹ thuật ở Hồng Kông, tàu Phá Lãng sẽ mở cửa cho người dân tham quan tàu và tổ chức tiệc đón tiếp trên boong tàu. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã chính thức khai mạc tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Trong tuyên bố chung đưa ra vào ngày 18 tháng 11, các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh sự thống khổ do cuộc xung đột ở dải Gaza và Ukraine, đồng thời kêu gọi hợp tác về biến đổi khí hậu, giảm nghèo và đánh thuế người giàu. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 19, các nhà lãnh đạo G20 đã đạt được sự đồng thuận về cuộc xung đột ở Ukraine, đề cập ngắn gọn đến sự đau khổ của con người và hậu quả kinh tế. Tuyên bố chung cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo thảm khốc ở dải Gaza, kêu gọi khẩn cấp viện trợ và bảo vệ nhiều hơn cho dân thường và tiến tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở dải Gaza cũng như Liban. Về vấn đề biến đổi khí hậu, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng
thế giới cần đạt được thỏa thuận về mục tiêu tài chính mới, với số tiền mà các nước giàu phải cung cấp cho các quốc gia nghèo hơn. Là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, Brazil mở rộng trọng tâm sang vấn đề nghèo đói cùng cực và đánh thuế công bằng đối với những người giàu nhất thế giới. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Brazil Lula da Silva thông báo khởi động liên minh toàn cầu chống đói nghèo với mục tiêu là giảm nạn đói trên thế giới, vốn ảnh hưởng đến 733 triệu người vào năm ngoái, chiếm 9% dân số toàn cầu. Hợp tác thuế quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đánh thuế 2% đối với tài sản của những cá nhân siêu giàu có thể tạo ra nguồn lực khoảng 250 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để đầu tư vào việc giải quyết các thách thức về xã hội và môi trường. Liên minh toàn cầu chống đói nghèo đã đánh dấu thành công của ông Lula khi nhận được sự ký ủng hộ của 81 quốc gia, bao gồm 18 trong số 19 quốc gia trong G20. Ngoài ra, Tổng thống Brazil cũng nhấn mạnh các tác động thảm họa của biến đổi khí hậu đang được chứng kiến ở khắp nơi trên thế giới và kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy dũng cảm hành động. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu với tựa đề Xây dựng một thế giới công bằng phát triển chung. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng sự chuyển đổi ở quy mô chưa từng thấy trong một thế kỷ đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới ngày nay và nhân loại đang phải đối mặt với những cơ hội và thách thức chưa từng có. Theo đó, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để xây dựng một thế giới công bằng phát triển chung. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cam kết sẽ đóng góp 4 tỷ đô la Mỹ cho Quỹ Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDEA của Ngân hàng Thế giới dành cho các nước nghèo nhất thế giới. Đây là khoản đóng góp kỷ lục vượt quá khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ mà Washington đã cam kết trước đó vào tháng 12 năm 2021. Sau 19 lần tổ chức, Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 quy tụ sự tham gia đông đảo nhất của các nhà lãnh đạo từ trước đến nay, gồm 21 thành viên G20, 19 nước khách mời và 15 tổ chức quốc tế chủ chốt. Hội nghị diễn ra 2 tháng trước khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận về thương mại, biến đổi khí hậu và an ninh quốc tế tại hội nghị G20 năm nay sẽ đối mặt với những thay đổi chính sách lớn của Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump. Vào chiều ngày 18 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 theo lời mời của Tổng thống Brazil, nước chủ nhà G20 năm nay. Trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam đã tham gia sáng lập Liên minh Toàn cầu chống đói nghèo và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 bảo đảm chiến lược cho công cuộc xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Phát biểu tại phiên thảo luận của hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các nước cần có quyết tâm chính trị cao hơn, nguồn lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn cho các chương trình, dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn. Bởi xóa đói nghèo không chỉ có ý nghĩa nhân văn cao cả, mà còn là một trong những nền tảng quan trọng nhất, tác động trực tiếp tới bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định trên toàn cầu. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam như một hình mẫu thành công trong xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 58% vào đầu những năm 1990 xuống khoảng 1,9% trong năm 2024. Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm các nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhất là lúa gạo. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ xóa bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025, về đích trước 5 năm so với mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất 3 bảo đảm chiến lược cho công cuộc xóa bỏ đói nghèo trên toàn cầu. Một là bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển. Hai là bảo đảm hệ thống nông lương toàn cầu hiệu quả, ổn định, thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu là nền tảng lâu dài. Ba là bảo đảm đầu tư cho con người, lấy giáo dục đào tạo, an sinh xã hội là nhiệm vụ then chốt cho xây dựng xã hội hài hòa, bao trùm, bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, các nước cần đầu tư mạnh mẽ vào con người, ưu tiên xây dựng nguồn lực, không để ai bị bỏ lại phía sau, đảm bảo mọi người đều có cơ hội đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Lấy tinh thần đoàn kết là sức mạnh vô địch, làm kim chỉ nam, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung chống đói nghèo toàn cầu. Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đã được nhiều nước hoan nghênh và bày tỏ đồng tình, đánh giá cao. Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương với phiên họp về phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp này.
Để phục vụ cho việc đưa tin về hội nghị thượng đỉnh G20 và các sự kiện bên lề, Brazil đã khai trương trung tâm báo chí quốc tế tại Rio de Janeiro. Các phóng viên được cung cấp đủ các dịch vụ cần thiết trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại bảo tàng nghệ thuật Rio, thì cách đó chỉ 200m, các phóng viên có thể theo dõi mọi thứ. Để có thể tiếp đón hơn 2.000 phóng viên đến từ các đài truyền hình, hãng tin từ khắp nơi trên thế giới, ban tổ chức sự kiện đã thành lập một trung tâm báo chí quốc tế ở hội trường Vivo Rio gần bảo tàng nghệ thuật Rio. Không gian ở đây vốn là một phòng tổ chức hòa nhạc đã được tái cấu trúc để đáp ứng nhu cầu của một trung tâm báo chí phục vụ hội nghị G20. Giữa trung tâm báo chí quốc tế đặt một màn hình lớn nơi cuộc họp sẽ được phát sóng trực tiếp. Bên cạnh đó, các màn hình LED nhỏ được bố trí khắp gian phòng để phát thông báo đặc biệt cho các phóng viên. Vị trí của các đài truyền hình, báo chí và hãng truyền thông được đánh dấu với nhãn dán bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và cả tiếng Trung. Ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 đặc biệt chú trọng đến không gian cách âm để các phóng viên dẫn hiện trường, cũng như cung cấp mạng Wi-Fi tốc độ cao để truyền tải dữ liệu. Đồ uống như trà và cà phê được phục vụ miễn phí tại chỗ trong cốc giấy có thể phân hủy sinh học, cùng với nhiều đồ ăn nhẹ khác. Để vào được trung tâm báo chí quốc tế, các phóng viên phải trải qua một quy trình đặc biệt. Sau khi được cấp quyền đưa tin tại sự kiện, các phóng viên phải đến một địa điểm gặp mặt do ban tổ chức sắp xếp. Tại đó, mọi người được kiểm tra bằng máy dò kim loại và được phân bổ vào các xe trung chuyển để đến Vivo Rio. Cứ 20 phút sẽ có một chuyến xe trung chuyển như vậy và xe chỉ dừng lại khi có các nhà lãnh đạo thế giới đi qua. Trước cửa trung tâm báo chí quốc tế, các biện pháp an ninh liên quan đến việc khám xét vẫn tiếp tục được áp dụng. Các phóng viên phải trải qua quy trình kiểm tra theo kiểu sân bay, đặt toàn bộ đồ đạc vào khay để đưa vào máy scan và bắt buộc phải đi qua máy dò kim loại. Brazil đã tăng cường an ninh từ nhiều ngày qua để phục vụ hội nghị thượng đỉnh G20. Thị trưởng Rio de Janeiro, Eduardo Paes tuyên bố ngày nghỉ lễ từ ngày 18 đến 19 tháng 11 trên toàn thành phố, đồng thời đóng cửa sân bay Santos Dumont nhằm hạn chế giao thông và giảm số lượng người đi lại trong khu vực lân cận bảo tàng nghệ thuật Rio. Các tuyến đường dẫn đến Arteiro do Flamengo, nơi bảo tàng nghệ thuật Rio tọa lạc, cũng đã đóng cửa. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, Hoa Kỳ sẽ đón ngày lễ tạ ơn. Nhân dịp này, các cửa hàng bán lẻ lớn bắt đầu cạnh tranh để có một vị trí trên bàn tiệc ngày lễ với các ưu đãi và các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Thông tin về sự kiện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. 3 năm trước, Walmart, nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất Hoa Kỳ, đã gói gọn các nguyên liệu, làm nên một bữa tiệc gà Tây truyền thống vào set khuyến mại. Năm nay, ưu đãi này gồm 29 món, bao gồm một con gà Tây đông lạnh và các thành phần cho món ăn kèm, có giá dưới $55 và dự kiến đủ cho 8 người, tính ra là dưới $7 cho một người. Walmart cho biết, tổng giá của các sản phẩm được chọn trong năm nay thấp hơn 3,5% so với một năm trước. Một số khoảnh khắc đặc biệt nhất của ngày lễ thường diễn ra quanh bàn ăn. Chúng tôi muốn góp phần làm đẹp hơn khoảnh khắc đó với mức tiết kiệm sâu hơn nữa. Tương tự, phiên bản bữa tối của Target dành cho 4 người có giá $20, rẻ hơn $5 so với bữa ăn lễ tạ ơn năm 2023. Andy cung cấp set bữa tối này giá là $47, thấp hơn giá bán ra vào năm 2019. Mặc dù các chuỗi cửa hàng bán lẻ ra sức kích cầu với các chương trình khuyến mãi được giới thiệu sớm hơn bao giờ hết, song dường như người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi sau tình trạng lạm phát giá thực phẩm và đang khá rẻ rặt trong chi tiêu. Tôi vẫn luôn ý thức với ngân sách và ở thời điểm hiện tại thì còn ý thức hơn so với những năm qua. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ thay đổi vào năm tới. Báo cáo mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ về lạm phát cho thấy giá thực phẩm chỉ tăng 0,1% từ tháng 9 đến tháng 10 và chỉ tăng 1,1%